Alo, chào mọi người, mình là Cóc đây. Ở cái bài hôm trước á, thì mình đã chỉ cho các bạn cách để mà tạo video intro outro, cái cách online lẫn offline luôn ha. Và trong bài này mình sẽ đi sâu về chi tiết hơn để mà tạo ra được cái intro giống như là cái hai cái video nãy bạn mới coi á. Ok, để không phí thời gian của bạn nữa thì coi intro xíu đi. Rồi, để mà làm được một cái video intro như là cái mà mình demo á thì bạn cần phải có 3 điều kiện. Thứ nhất là bạn phải có một cái template video. Thứ hai là máy bạn phải có một cái phần mềm biên tập video trên điện thoại hay là trên máy tính cũng được. Và điều kiện thứ ba là bạn phải biết cách sử dụng cái phần mềm đó. Level không cần phải quá cao đâu, chỉ cần biết cách chèn text, chèn hình ảnh, chèn nhạc vào là đủ. Ok, rồi, mình bắt đầu thôi. Mình sẽ lấy cái DaVinci Resolve để mà demo ha. Bắt đầu. Rồi, cái điều kiện đầu tiên là bạn cần phải có một cái template video. Template video này kiếm ở đâu? Thì bạn vào trang velosophy.com nè. Đó, vô đây. Ở đây sẽ cung cấp những cái template miễn phí cho bạn ha. Vô đây, rồi bạn bấm Free Template. Filter cái Sony Vegas này đi. Rồi, bấm intro. Ở đây cũng có những cái video template cho outro nữa ha. Trong video này thì mình demo cái intro thôi, cái outro bạn làm tương tự nha. Rồi, bấm intro xong rồi filter thêm cái feature nữa để mà lọc ra những cái video intro mà tiêu biểu á. Rồi, ở đây có rất là nhiều cái template mẫu. Mình sẽ chọn một cái này để mà làm demo. Đây. Coi thử cái template này ha. Đó, nó chỉ khoảng 7-8 giây vậy đó thôi. Ở đây nè, bạn tải cái template này về, bấm vô download để tải cái template này về. Kéo xuống đây đợi khoảng 20 giây nó sẽ cho bạn cái link download ha. Ở đây nó có cái link download for Sony Vegas hay là After Effects thì bạn bấm vô cái nào cũng được. Download về. Đó. Nó sẽ ra cái trang media file, bấm vào đây download thôi. Sau khi bạn tải về xong á, bạn giải nén nó ra thì được một cái folder chứa những cái file này đây. Tùy cái template mà sẽ có những cái file khác nhau. Trong đó thì cái file quan trọng nhất là file video template này đây. Bật lên coi thử nha. Đây là cái file video template. Nó chưa có chữ, chưa có nhạc gì hết. Nha. Nhiệm vụ của mình á là chèn nhạc, chèn chữ vô. Đó. Ở cái template này người ta còn cho cái file nhạc. File nhạc đã được cắt nè. Còn cái file này là file nhạc mà đầy đủ. Đây nha. Đó. Bạn dùng cái file nhạc nào cũng được ha. Bạn dùng file nhạc ở ngoài cũng được, nhưng mà chú ý là cái chuyện mà vi phạm bản quyền á, nhớ cái đó nha. Rồi, vậy là xong cái điều kiện đầu tiên là có một cái file video template. Tới điều kiện thứ hai, tức là bạn phải có một cái phần mềm biên tập video. Phần mềm biên tập video nào cũng được ha. Và ở đây thì mình sẽ dùng cái phần mềm mà mình rành nhất là DaVinci Resolve. Bây giờ thì kéo những cái file này vô. Kéo cái file video vô nè. Kéo cái file nhạc vô nè. Kéo cái logo của mình vô. Bạn có logo thì bạn kéo, không có thì thôi. Đó. À, có một cái lưu ý nữa là có thể một vài cái template á, lúc bạn download về nó không phải là cái file MP4 mà là nó định dạng WMV. Định dạng WMV thì không phải là phần mềm biên tập video nào nó cũng hỗ trợ nha. Do đó, bạn phải convert nó qua định dạng MP4 hoặc là định dạng MOV. Thì bạn lên Google bạn search convert file video to MOV hoặc là convert file video to MP4, nó sẽ ra những cái trang web online này để cho bạn convert. Cái chuyện mà convert video á thì bạn tự nghiên cứu nha. Cái này nó đơn giản thôi, không có gì phải rắc rối đâu. Rồi. Vậy là mình có được hai cái điều kiện rồi đó. Có cái file video template, có một cái phần mềm biên tập video, và điều kiện thứ ba là bạn phải biết cách sử dụng cái phần mềm đó.
để mà chèn nhạc, chèn chữ vào. Ok, và mình sẽ demo cái DaVinci Resolve cho các bạn coi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu tạo video intro bằng phần mềm DaVinci Resolve. Bạn cũng có thể dùng bất kỳ phần mềm nào khác ha, miễn sao bạn biết cách dùng là được. Rồi, bắt đầu. Kéo nó xuống timeline. Rồi cho nhạc nền xuống. Rồi. Play thử coi. Không? Bây giờ là nó có nhạc, có video, chưa có chữ ha. Bây giờ mình thêm chữ đi vô. Mình sẽ thêm chữ tạm thời tắt cái âm thanh này đã. Mình sẽ thêm chữ rồi cho nó hiện chữ bắt đầu từ khúc này nè. Đó. Thì vô title text, cầm kéo text xuống. Đây. Đó. Thấy không? Tới đây nó sẽ có cái title, thấy không? Điền tên nó vô. Inspector, ví dụ như là chân đất channel. Đó. Mình sẽ làm cái phần thô đó nha, nghĩa là mình chèn logo, chèn chữ, chèn nhạc vô, làm phần thô trước, xong rồi mình sẽ làm cái trang điểm cho nó để mà làm cho những cái hiệu ứng, chèn thêm những cái hiệu ứng vào cho nó đẹp mắt á. Rồi bây giờ làm phần thô. Đây là cái tên của cái kênh, thêm một cái slogan ở dưới đi. Đó, slogan nó sẽ xuất hiện sau cái tên chút xíu. Slogan đây, cho nó chuyển xuống dưới. Rồi cho cái nhỏ nhỏ lại, chọn cái phong khác đi, ví dụ như là phong này chẳng hạn. Rồi slogan gì đây, ví dụ như là free share everything. Đó, bạn muốn ghi cái gì thì ghi thôi. Đây, cỡ cỡ vậy nha. Rồi, cho cái logo. Logo, đây. Zoom lên chút xíu. Kéo nó dài qua cho nó bằng cái slogan. Rồi, hơi to này ha. Cho nó nhỏ lại. Rồi, kéo xuống dưới. Những cái thao tác căn bản này á thì mình có cái series hướng dẫn hết rồi ha. Mình sẽ để cái link series ở dưới phần mô tả, các bạn có thể lấy coi nha. Đây, rồi ok. Đây, cho nó lớn lên xíu. Rồi, vậy đi. Rồi, nhỏ lại xíu nữa coi. Rồi. Ok. Play thử nha. Mình đang tắt nhạc này nha, để mà khỏi ầm ồn. Đây. Hiện tên, hiện lên. Tới đây. Rồi, thấy không? Đó là xong cái phần thô rồi á. Bây giờ mình sẽ trang điểm tút tát cho nó đẹp lên nha. Rồi, bắt đầu. Đầu tiên thì cái chân đất channel nè, cái tên kênh này nè. Mình không có thích cái kiểu mặc định của cái text này, nên mình sẽ dùng cái 3D text chẳng hạn. Đây, ở đây có rất là nhiều cái 3D text. Mình cũng có một cái video về cái 3D text rồi. Các bạn có thể xem trong cái series của mình á, DaVinci Resolve á, cái phần mà 3D text á. 3D text mình sẽ chọn cái này. Xuống này nha. Những cái 3D text nó khá là nặng nha. Máy bạn nào mà yếu á thì đợi nó render hơi lâu chút xíu. Rồi coi cái này nó là sao nè. Máy mình hơi yếu à. Máy mình hơi yếu nên nó load cái 3D text này hơi lâu. Coi thử nha. Coi lại coi. Cầm cái này kéo luôn nè. Đây 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 đây. Đó, đó là cái 3D text này, thấy không? Left side right side nè. Giờ mình edit nó lại thôi. Ở đây. Bấm vô đây rồi cho inspector nè. Đó, mỗi cái 3D text á nó sẽ có những cái setting khác nhau nha. Cái phần 3D text của thằng này á thì nó sẽ setting là có chỗ setting cho cái left, cái right và cái line ở giữa nè. Đó, ví dụ như là bên bên trái mình sẽ để chữ chân đất,
Rồi. Bên phải để cái chữ channel nha ha. Was a a a. Đây. Cái line này cho nó ngắn ngắn lại. Width tức là độ dày. Chiều ngang á, hay tức là chiều cao nè. Chiều cao là vậy nè, đó mình sẽ cho nó ngắn ngắn lại. Như này đây. Đó. Cái ở cái bên phải cho nó nhỏ nhỏ lại xíu. Rồi. Cái bên trái cho nó to lên chút xíu. To lên. Ồ, to quá. Thôi vậy được rồi. Ok, vậy là xong cái phần tên nè. Bây giờ là tới cái thằng này. Free share everything. Nó hiện ra vậy. Hiện ra vậy nó khá đột ngột ha. Mình sẽ cho nó cái transition. Video transition này nè. Coi coi lấy cái nào ha. Video transition thì bấm vô đây. Ctrl T tự động ép vô. Đây nè. Thấy không? Nó sẽ hiện lên từ từ, thấy không? Hiện lên dần dần nè. Đó. Cho cái video transition cho cái thằng logo luôn. Ctrl T. Bây giờ coi thử nha. Tới đây, tới đây. Đây, đây. Đó, nó sẽ hiện lên vậy đây. Rồi. Cái hiệu ứng sau á mình cho nó là cái blur dissolve đi. Cái này cũng cho nó blur dissolve luôn. Các bạn có thể tạo cái bất kỳ cái gì mà bạn muốn ha. Cái này là mình demo làm minh họa cho bạn coi thôi. Quan trọng bạn phải hiểu đó, để mà làm theo cái để mà làm được một cái video theo ý của bạn. Đây là mình demo theo ý mình thôi. Đó, mấy cái này là cần phải sự sáng tạo à. Bạn có thể làm những cái mà đẹp hơn của mình nhiều. Cái này mình chỉ hướng dẫn cái căn bản thôi. Đây rồi, ok. Cho nó ngắn lại, à tới đây là hết này. Rồi, thì thấy cái này, kéo nó ngắn lại. Cho nó đồng bộ. Rồi, ok. Rồi, play thử nha. Bật nhạc lên luôn. Tới khúc này nhạc nó ngắt mất rồi. Thì đó, cho nó nhạc ngắt dần dần. Rồi cái chữ cũng hơi dài ha. Tới đây để coi. Cái này cắt ngắn cái hiệu ứng của cái body text này à, mình lấy từ đây. Cắt khúc này đi. Kéo tới đây à, rồi. Cắt ngắn ra đi. Nhớ là select xong rồi bấm Ctrl B thì nó cắt đúng cái đoạn mà bạn select nha. Chứ nếu mà bạn không có select cái nào á, nó sẽ cắt, bấm Ctrl B nó sẽ cắt từ trên xuống dưới luôn. Ở đây là mình chỉ cắt trong cái body text này thôi. Rồi lấy cái này. Cho nó gì vậy nha, tới đây. Thằng này kéo lùi về tới đây thôi. Đó, cái video này cũng tới đây thôi. Tại vì cái nhạc này nó chỉ dài tới đây thôi. Thì mình tùy cơ ứng biến, thấy không? Mấy cái logo, mấy cái slogan nó cũng cho nó ngắn bớt. Máy mình không có quá mạnh nè, nên nó hơi chậm. Đó. Rồi. Ok. Rồi, coi thử thành quả nha. Đó, vậy là xong rồi á. Bạn đã có thể dễ dàng tạo được một cái video intro bằng bất kỳ cái phần mềm biên tập video nào ha. Đó, rồi, ok. Vậy là xong rồi á. Bạn chỉ việc render ra nữa là xong, lấy xài thôi. Ok, vậy là xong bài hướng dẫn sử dụng DaVinci Resolve để mà tạo video intro. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm nào cũng được ha.
miễn sao đáp ứng đủ 3 điều kiện là cái template các bạn có thể download từ Philosophy, một cái phần mềm biên tập video bất kỳ. Thứ ba là bạn phải biết cách sử dụng phần mềm đó, level tối thiểu thôi, là chèn text, chèn nhạc, chèn hình. Ok, vẫn câu nói cũ, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách để mà câu cá thôi ha. Còn cái việc mà câu được cá lớn hay cá bé thì tùy thuộc vào đầu óc và kỹ năng của bạn. Rồi, xong. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho đất channel nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye and good luck. Let it go, let my body go. Let my body's higher.